trước Tết bây giờ là ship đi miền Tây. Và ký tư gì? Siêu to khổng lồ rất là ngon các bạn, đã nguyên dựa luôn, từ mấy em cho tới ship rồi vợ của ship là đều mua bằng tay không các bạn. Rồi, cảm ơn chị luôn nha chị. Bên này 50, bên này 100. Đó là được. Không mạnh hả? Mình đang làm kia kìa, lấy cái đỏ vỏ nó mỏng. Nên chưa thầy nấu. Thầy đỏ không? Thêm 1,5 kg mà muối à. Em cũng thấy tối tối mà nãy không biết thiếu đèn nào à. Trái nữa luôn anh trai, ngon quá trời ngon. Đây là trên đường Trường Chinh buổi tối lên các bạn, bà con đang đi làm rồi.
cơm rất ngon. Con kia có một cần cái vỏ, hôm nay được ngang cần. Từ miền Tây về Sài Gòn có giá một bữa 300k. Siêu khuyến mãi, siêu hấp dẫn. Chồng bán vậy thì sao kêu chồng nói vô này căng nè. Quá đỉnh. qua thăm ông xã mất hết là 5 tỷ. Thời gian mấy ngày nay là thời gian xuống giá là Trung Quốc dạo này là bà con có để thu hút sầu riêng có không bởi lẽ